Bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái đến phòng bệnh lì xì Tết và thăm khám cho các nữ bệnh nhân. Nhân tiện live stream cảnh khám ngực, khám mông và hướng dẫn nữ bệnh nhân chăm sóc bộ ngực mới nâng khiến cho nhiều người tranh cãi. Clip live stream cảnh thăm khám bộ phận nhạy cảm cho nữ bệnh nhân đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Mới đây tại bệnh viện thẩm mỹ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái đã phát trực tiếp trên trang Facebook của mình đoạn video ghi lại hình ảnh bác sĩ đến phòng bệnh lì xì cho bệnh nhân, sau đó thăm khám các bộ phận nhạy cảm như là ngực, mông, khiến cho nhiều người xôn xao, nảy sinh nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều. Livestream dài hơn 4 phút được thực hiện trong một phòng bệnh của bệnh viện. Lúc này trong phòng có khoảng 6 bệnh nhân, tất cả đều nằm ở trên giường. Từng người đều được bác sĩ Thái ghé thăm và tặng phong bao lì xì. Sau đó vị nam bác sĩ này dừng lại tại giường của một nữ bệnh nhân, được sự hỗ trợ của y tá đã tháo y cụ dùng để nâng đỡ ngực trên người bệnh nhân này xuống, trực tiếp chạm tay để khám cũng như là hướng dẫn bệnh nhân này cách chăm sóc cho bộ ngực vừa nâng. Chưa hết, bác sĩ Thái còn sang giường bệnh nhân bên cạnh thăm khám cho một nữ bệnh nhân khác với hành động tương tự, chỉ khác là bộ phận khám lần này đó là mông. Nữ bệnh nhân này còn đang băng vùng mông, khuôn mặt và các phần khác trên cơ thể đã được phủ kín bằng chăn. Đoạn livestream xuất hiện trên Facebook đã thu hút rất đông sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến tranh cãi cũng từ đó nảy sinh. Rất nhiều người cho rằng việc bệnh viện quay phim chụp hình ảnh các nữ bệnh nhân cùng các bộ phận nhạy cảm lên Facebook đó là phản cảm. Thậm chí là trong trường hợp quay chụp mà không được sự cho phép của người bệnh còn là vi phạm pháp luật. Chị An bình luận, bác sĩ kỳ cục quá, quay phim cả bộ phận nhạy cảm của người ta lên, đã thế còn không che mặt. Facebook đủ mọi lứa tuổi vào, xuất hiện đoạn video như này, rất không nên. Bên cạnh đó, nhiều người lại phản bác cho rằng việc bác sĩ dù là nam hay là nữ, trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân như thế đó là bình thường. Việc quay video đưa lên mạng cũng là để chia sẻ cho mọi người cách giữ gìn các bộ phận cơ thể sau phẫu thuật. Vì vậy không có gì đáng lên án. Liên hệ với bác sĩ Chiêm Quốc Thái, ông từ chối chia sẻ ngày thực hiện công việc này. Tuy nhiên, khẳng định là việc mình khám cho bệnh nhân và đăng video lên Facebook như thế chỉ là mang tính chất chia sẻ chuyên môn. Ngoài ra đã được sự đồng ý của người bệnh. Hai bệnh nhân được tôi thăm khám trong clip là người Campuchia, có một người Việt Kiều là người quen của tôi. Tôi đã xin phép họ từ trước rồi. Còn những bệnh nhân khác người Việt Nam thì tôi không quay. Tôi thực hiện clip này chỉ để chia sẻ chuyên môn. Trên YouTube cũng có nhiều clip như thế của nhiều bác sĩ khác, để ai muốn xem về chuyên môn thì xem, có gì đâu mà phản cảm, bác sĩ Thái chia sẻ như vậy. Một người đàn ông gốc Việt ở tiểu bang New York đã bị cảnh sát bắt giữ và truy tố sau khi đã dùng cung tên đi săn bắn 3 mũi tên về phía một nhóm công nhân xây dựng vào ngày thứ Sáu ngày 23 tháng 2 vừa qua. Ông Huy Nguyễn, 33 tuổi, cư dân của Southampton, bị cảnh sát thị trấn bắt giữ tại nhà của ông. Nằm ở trên đường Trey Park, bên cạnh một ngôi nhà mới đang xây. Ông bị cáo buộc một tội đại hình và là bất cẩn gây nguy hiểm cấp 1 và một tội tiểu hình là sở hữu vũ khí phạm pháp. Theo hồ sơ tại tòa án thị trấn Southampton, ông Huy đã bắn 3 mũi tên về phía các công nhân xây dựng đang làm việc bên nhà hàng xóm. Trong khi la hét những lời tục tĩu nhắm vào họ lúc khoảng 9 giờ sáng vào ngày 23 tháng 2. Và lúc bị bắt thì ông Huy sở hữu một cung tên đi săn mang nhãn hiệu Barnett Archery Vortex. Cảnh sát cho biết là ông Huy bực tức vì tiếng ồn phía bên căn nhà đang xây. Báo Southampton Press dẫn lời công nhân xây dựng Carlos Estevez kể lại rằng trong khi cùng các đồng nghiệp làm việc, ông không trông thấy gì mà chỉ nghe thấy 3 tiếng vù vù trên đầu. Nhưng khi trông thấy một mũi tên thì ông biết đây không phải là chuyện đùa. Ông Huy bị đưa tới sở cảnh sát thị trấn ở Hampton Bays rồi được tại ngoại sau khi đóng số tiền thế chân là 50.000 Mỹ Kim. Ông dự trù là sẽ ra tòa án ở thị trấn Southampton vào ngày 24 tháng 4 đến đây.
Hoa Kỳ là có còn được xem là vùng đất đầy cơ hội cho dân di cư đến Hoa Kỳ hay không? Sau đây là bài chia sẻ của anh Tony đã sống trên đất Mỹ 25 năm. Anh đã du lịch rất nhiều tiểu bang và anh đã muốn chia sẻ về cái nhận thức thêm về cái cuộc sống ở tại Hoa Kỳ. Có rất nhiều phụ nữ độc thân tại Việt Nam cũng như là nhiều người được thân nhân bảo lãnh có visa đang chờ đợi giấy tờ hoàn tất để đến Mỹ. Muốn hiểu về cuộc sống hiện tại ở Mỹ ra sao? Hy vọng là qua bài chia sẻ này có phần nào giải đáp thắc mắc của quý vị. Hiện là có hàng ngàn phụ nữ Việt Nam di cư sang Mỹ mỗi năm và họ đã ngạc nhiên về cuộc sống ở đất nước này. Vì vậy, Mỹ có được coi là vùng đất của cơ hội hay không? Điều đó còn phụ thuộc vào mỗi người. Trước đây biệt danh là vùng đất của cơ hội mà người châu Á, người Việt Nam, người nhập cư gốc Tây Ban Nha, châu Âu và châu Phi gọi Mỹ là như vậy là bởi vì nó có thể cung cấp nhiều lựa chọn cuộc sống, bao gồm cả tiền kiếm được, lựa chọn nghề nghiệp, về giáo dục, không khí trong lành, về thực phẩm sạch, v.v. mà họ không tìm thấy ở trong quốc gia họ đang sinh sống. Tuy nhiên thì có một số rào cản mà những người di dân không biết được, đó là ngôn ngữ tiếng Anh đã trở thành yếu tố chính, làm cho nó khó khăn để thành công tại Hoa Kỳ. Trừ khi chúng ta nói và viết tiếng Anh tốt, chúng ta sẽ không có vấn đề để đạt được thành công của chúng ta ở nước này. Hầu hết phụ nữ Việt Nam không hiểu về cuộc sống ở Mỹ cái nhìn như thế nào. Họ có thể đã nghe nói nhiều từ người đàn ông Mỹ gốc Việt khoe khoang hay là nổ về sự giàu có và phong phú khi họ trở về với quê hương. Những anh chàng này làm việc rất chăm chỉ để kiếm tiền và chi tiêu tiết kiệm, sau đó quay trở về quê nhà, nổ với phụ nữ trẻ về lối sống của họ, làm cho những phụ nữ hiểu sai về Mỹ. Sau đây là chia sẻ của Tony về cái cuộc sống ở Mỹ đã 25 năm, nên một số cái điểm cũng khá là chính xác về cha mẹ đã làm việc cần cù và cực khổ như thế nào để chăm sóc cho anh và cho anh chị em của anh. Không phải là dễ dàng, chị em ạ, bạn phải làm việc rất chăm chỉ để kiếm sống ở đất nước này. Tôi nhớ thời gian tôi còn ở Việt Nam, cha mẹ tôi có thể mướn một người thợ xây nhà để xây dựng một ngôi nhà nhỏ phù hợp với ngân sách của gia đình. Ở Mỹ, chúng ta không thể xây dựng một ngôi nhà như chúng ta đã làm ở Việt Nam. Mỗi nhà phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy hoạch và phát triển. Một điều nữa là hầu hết các trình độ chuyên nghiệp của bạn không được chấp nhận ở Mỹ. Bạn phải trở lại trường học và nhận được bằng kỹ sư, cử nhân hoặc là thạc sĩ do chính chính phủ Hoa Kỳ hoặc là bên Bộ Giáo dục của Hoa Kỳ cấp. Tôi sẽ kết luận rằng biệt danh vùng đất của cơ hội của Mỹ vẫn còn phù hợp vì tôi không nhìn thấy bất kỳ nước nào khác phù hợp hơn cho biệt danh này. Tuy nhiên, trong những năm 1980, năm 90, năm 2000, hầu hết những người nhập cư có cuộc sống dễ dàng hơn ở Mỹ. Ngày nay, hầu hết những người nhập cư phải làm việc nhiều hơn nhưng kiếm được ít hơn so với những gì mà người Việt Nam sang trước đây đã làm. Tôi nghĩ rằng vì số lượng người nhập cư đến Mỹ đang gia tăng trong thập kỷ qua, hầu hết là mọi người mới đều cảm thấy khó khăn hơn để kiếm sống ở đây. Mỹ vẫn được xem là đất của cơ hội cho nhiều triệu phú và tỷ phú người Việt muốn đầu tư vào bất động sản và các doanh nghiệp khác như là nhà hàng, siêu thị, trạm xăng và các cơ sở khác. Hầu hết các nhà đầu tư Việt Nam có thể bắt đầu một doanh nghiệp mới tại Mỹ một cách dễ dàng và an toàn mà không cần phải trải qua quá trình tốn kém và kéo dài như họ đã làm ở trong nước của họ. Ví dụ, khi bạn mở một công ty mới ở Việt Nam, bạn phải đưa các phong bì tiền hay là món quà đặc biệt cho các quan chức địa phương để có được các giấy tờ đi qua một cách dễ dàng. Khi công ty của bạn đang phát triển, bạn phải tiếp tục bồi dưỡng cho quan chức để họ không làm phiền. Nhưng nếu bạn mở kinh doanh tại Hoa Kỳ, thì bạn không cần hối lộ các khoản như thế. Giấy tờ vẫn nhanh gọn. Có hàng ngàn người Trung Quốc di cư sang Hoa Kỳ mỗi năm. Rất nhiều người trong số họ sang Mỹ để mua bất động sản, mở nhà hàng hay là mở các dịch vụ khác. Họ yêu thích sự tự do, không khí trong lành, thực phẩm sạch sẽ và ngành giáo dục tuyệt vời mà Hoa Kỳ mang lại. Cũng có rất nhiều phụ nữ Trung Hoa sang Mỹ sanh con để đứa con có quốc tịch Hoa Kỳ. Vì vậy thì chúng ta hãy thấy được rằng Hoa Kỳ vẫn được xem là vùng đất của cơ hội. Theo tôi thì hầu hết người giàu có tại Trung Quốc đều tìm cách nhập cư vào Mỹ bằng cách này hay là cách khác. Theo thống kê thì có đến 60% người giàu có Trung Quốc hiện là đang sống ở Mỹ và đã di chuyển từ tiền từ quốc gia này đến Mỹ để làm ăn. Người Việt Nam thì luôn copy cách sống của người Trung Quốc,
Theo thống kê của diện EB Point thì đã có gần 20.000 suất đi theo diện đầu tư và định cư tại Mỹ dành cho các doanh nhân và người giàu có tại Việt Nam. Và họ đã di chuyển gần 40 tỷ USD đến Hoa Kỳ để làm ăn vào năm 2015. Có rất nhiều phụ nữ đã hỏi về cuộc sống ở Mỹ như thế nào. Như đã đề cập ở trên, tôi nghĩ rằng Mỹ vào năm 2015 vẫn được coi với biệt danh là vùng đất của cơ hội, nhưng hầu hết người mới phải làm việc chăm chỉ hơn để thành công. Đừng tin tất cả những lời nói từ đàn ông Việt kiều Mỹ, bởi vì những gì họ nói là những lợi thế mà họ đã trải qua. Có một số người đã có một số rào cản khi thực hiện một cuộc sống ở Mỹ mà họ không nói ra. Tiếng Anh là ngôn ngữ mà bạn cần biết. Tôi nghĩ rằng người Philippines, người Nga và di dân phương Tây khác không có vấn đề trong việc nói tiếng Anh. Đối với Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc hoặc là Thái Lan, nhập cư thường là có vấn đề với tiếng Anh. Nếu bạn không biết tiếng Anh đủ tốt thì thật là khó để tìm được một công việc ở đây, trừ khi bạn làm việc trong nhà hàng hoặc là siêu thị mà bạn có thể nói được ngôn ngữ của bạn. Thật khó để có được một bằng cử nhân tại Mỹ. Như bạn biết, bạn phải biết tiếng Anh để tham dự các trường cao đẳng cộng đồng, community college. Tiếng Anh là yếu tố quan trọng nhất để xác định có hay là không bạn đang thành công ở đất nước này. Tiền không phải là về vấn đề quan trọng để học đại học. Bạn có thể xin hỗ trợ tài chính từ chính phủ để trả tiền học phí cho bạn. Khi đến Mỹ và nếu có cơ hội, tôi đề nghị bạn đi học đại học và kiếm được một bằng cấp để kiếm tiền tốt hơn. Rất dễ dàng để tìm một công việc có trình độ chuyên nghiệp nếu bạn có bằng cử nhân. Tiền lương cho một người chuyên nghiệp với bằng cử nhân là khoảng là 45.000 USD trên một năm khi mới tốt nghiệp, và có thể là 100.000 USD mỗi năm với là 10 năm kinh nghiệm làm việc. Tuy nhiên, nếu bạn làm việc trong một siêu thị hay là nhà hàng thì bạn có thể nhận được khoảng là 15.000 USD mỗi năm cho khởi đầu và 20.000 USD mỗi năm sau 10 năm làm việc. Bạn có thấy sự khác biệt lớn lao như thế nào không? Vì vậy, tôi hy vọng là tôi liệt kê một số lời khuyên quan trọng về cuộc sống ở Mỹ. Nó không phải là những gì bạn đã nghĩ trước đây. Đây là sự thật. Hầu hết phụ nữ Việt Nam đã đến với nước Mỹ sẽ thích nghi với lối sống Mỹ. Vì vậy, bạn cũng sẽ thích nghi được mà thôi. Tác giả Elena Rison có nói rằng bất cứ ai cũng có thể đến đây và hoàn toàn tái tạo lại bản thân mình. Quốc gia này vẫn còn là vùng đất của cơ hội. Qua rèn luyện và làm việc chăm chỉ, một cá nhân có thể phát triển thịnh vượng và tận hưởng sự tự do đến 99,9% của con người. Các cá nhân được tự do theo đuổi ước mơ và tham vọng là bởi vì chúng tôi có quyền tự do kinh tế được hỗ trợ bởi một cơ cấu quản lý tồn tại theo sự đồng ý của người dân. Mỹ là một quốc gia mà có nhiều nền văn hóa đa dạng và toàn diện nhất trên trái đất. Nước Mỹ vĩ đại bởi vì người Mỹ rất tử tế. Nước Mỹ vĩ đại vì đây là đất nước của những nhân tài thực sự. Nước Mỹ vĩ đại vì chúng tôi luôn luôn khuyến khích và động viên lẫn nhau cũng như là yêu mọi người. Nước Mỹ vĩ đại vì con người rất tốt và chúng tôi tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Nước Mỹ vĩ đại vì người Mỹ có lòng rộng lượng, vị tha và hào phóng nhất thế giới. Nước Mỹ vĩ đại vì người Mỹ không muốn có chiến tranh nhưng không hề sợ hãi đối đầu với kẻ côn đồ và các tên bạo chúa. Nước Mỹ vĩ đại vì chúng tôi chiến đấu theo nguyên tắc và khi chúng tôi giành chiến thắng, chúng tôi sẽ đối xử với các nước cựu thù như bạn bè. Nước Mỹ vĩ đại vì chúng tôi là nước Cộng hòa lập hiến. Hệ thống của chúng tôi kiểm tra và cân bằng về công lý dựa trên các quy định của pháp luật. Các giả định vô tội, quyền được xét xử công bằng và bảo vệ khác đòi hỏi chính phủ tôn trọng các quyền của công dân. Nước Mỹ vĩ đại vì chúng tôi sẵn sàng tiêu diệt các tên bạo chúa, nhưng chúng tôi luôn tìm và giúp đỡ những người thấp cổ bé họng, những đứa trẻ mồ côi và người quá bụa. Nước Mỹ vĩ đại vì người Mỹ hoan nghênh việc người nhập cư đến đây cam kết về mặt pháp lý để trở thành một người Mỹ và hứa hẹn sẽ giúp quốc gia này hình thành một liên minh hoàn hảo hơn. Nước Mỹ vĩ đại vì mọi người, từng cá nhân luôn tự nguyện làm quyết định có ý thức, bảo vệ quyền tự do của người khác. Nước Mỹ vĩ đại vì sứ mệnh của chúng tôi là hòa bình và tự do của người dân một cách bình đẳng. Kính thưa quý vị, vừa rồi là những tư tưởng của tác giả Elena Erickson đã nói thay cho rất nhiều người Mỹ. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh.
để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.